Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Trong phần giới thiệu sản phẩm mới này, HD Radio muốn giới thiệu với các bạn một âm ly xem phim lưỡi mang thương hiệu vô cùng nổi tiếng của Daelung, có model là AVR-X550BT. Nếu như các bạn đang muốn tìm kiếm một dòng âm ly AVR cho phòng phim của gia đình nhà mình với giá cả phải chăng thì X550BT là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Và không để các bạn phải chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dòng âm ly xem phim này nhé. Âm ly Daelung AVR-X550BT là âm ly được nâng cấp từ mẫu Daelung X540BT vừa mới được ra mắt năm 2018, sở hữu nhiều tính năng mới và hiện đại nhất hiện nay, vừa đủ cho bạn thiết lập một hệ thống xem phim, nghe nhạc tuyệt vời cho phòng giải trí gia đình của bạn. AVR-X550BT là âm ly receiver xem phim 5.2, giải mã đầy đủ các định dạng mới nhất, thu tín hiệu hình ảnh full 4K Ultra HD và Dolby Vision với công suất thực 70W trên một kênh, gồm 5 ngõ vào HDMI và một cổng HDMI ra. Ngoài ra còn tích hợp Bluetooth, HDR và cắm USB phát nhạc trực tiếp, cài đặt tự động, chế độ Echo, tính năng điều khiển Bluetooth Riot Map. Với 2 ngõ ra sub, AVR-X550BT cho phép kết nối cùng lúc 2 loa sub nhỏ khác với dùng một loa lớn. Tính năng nổi bật của âm ly Daelung AVR-X550BT, cổng USB nghe nhạc Lost chất lượng cao, công nghệ HDMI tiên tiến, Daelung AVR-X550BT có sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng và giá trị cao đem lại cho âm thanh có độ trung thực tuyệt vời, cùng với nhiều tính năng tiên tiến, đó là khả năng tương thích đầy đủ 4K, HDR và kỹ thuật HDMI ARC mới nhất. Ngoài ra, còn có khả năng tương thích Dolby Vision, hỗ trợ HLG Pass-Through cho màu sắc đẹp rõ nét và độ tương phản cao, công nghệ độ phân giải cao 4K Ultra HD trên 60Hz, có tới 5 đầu vào HDMI, trong đó có 3 ngõ có đặc điểm 4K Ultra HD trên 60Hz, có 5 kênh độc lập cùng chế độ Eco tạo nên bộ khuếch đại mạnh mẽ. Chế độ Auto Eco giúp tự động chuyển đổi giữa tình trạng bình thường và Eco Mode. Âm ly sẽ định mức được sự trở kháng của loa để hiệu chỉnh cho phù hợp với công suất, phối ghép tùy thuộc vào mức volume dùng và công suất. Âm ly Daelung X550BT có thể điều khiển dễ dàng Bluetooth Remote App, vô cùng đơn giản và tiện lợi để có thể điều khiển thiết bị này ngay trên điện thoại hoặc máy tính bảng. AVR-X550BT có thể nhận phát nhạc không dây qua Wi-Fi từ Internet Radio hoặc truyền nhận nhạc từ các trang mạng Spotify, Deezer hay Tidal bằng cách kết nối với Daelung SGOS Link. Với âm ly AVR-X550BT chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm vô cùng thú vị cho phòng phim nhà bạn. Nếu như các bạn yêu thích 550BT và muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này, các bạn hãy comment ở phần phía bên dưới để chuyên viên tư vấn của chúng tôi có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị và các bạn. Hãy like video của HD Radio nếu các bạn thấy hữu ích, đăng ký và bấm chuông ở phần phía bên dưới để theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của HD Radio. Hoặc các bạn có thể tới trực tiếp showroom của chúng tôi, địa chỉ 77B Đại Cầu Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và 9496 Trần Quý, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để có những trải nghiệm thực tế nhất. Hotline 1900 2155, website hdradio.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.